Hello, xin chào các bạn, lại là mình đây, Mr. Jam khám phá những điều kỳ thú. Chắc hẳn các bạn ai cũng đang nước trong bộ trang phục đẹp nhất để đi chơi Tết cùng gia đình không nào. Một điều đáng buồn là năm nay tình hình Covid khá phức tạp. Vì vậy, nếu các bạn có đi chơi thì hãy mang khẩu trang vào nhé. Cười đi chơi, nhanh lên cười. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ video của mình trong suốt thời gian qua. Nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ và comment video của mình. Và đừng quên cho mình một lượt đăng ký nhé. Và dưới đây là top 10 địa điểm chơi Tết mà các bạn không thể bỏ qua. Địa điểm đầu tiên là Vịnh Hạ Long, hay còn gọi là Hạ Long Bay. Vịnh Hạ Long nằm thuộc bộ phận của Vịnh Bắc Bộ, phía đông bắc giáp với Vịnh Bái Tử Long, phía tây nam giáp với quần đảo Cát Bà, phía tây và tây bắc giáp với đất liền, phía đông nam và phía nam hướng ra Vịnh Bắc Bộ. Vịnh Hạ Long có tổng diện tích 1.553 km2, gồm các vùng lõi, vùng đệm bao gồm 1.969 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có 989 đảo có tên và 980 đảo chưa có tên. Vịnh Hạ Long được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho vẻ đẹp tự nhiên và non nước hùng vĩ. Bản đắc được UNESCO công nhận là kỳ quan thiên nhiên thế giới và trở thành một trong những điểm du lịch thu hút hàng triệu lượt khách hàng mỗi năm. Vì vậy các bạn hãy cùng gia đình ghé thăm Vịnh Hạ Long này nhé. Địa điểm thứ hai là Sapa, Hà Giang. Sapa luôn là điểm yêu thích của nhiều người bởi vì không khí ở đây thường chỉ khoảng dưới 5 độ C, thậm chí có khi là âm và còn có tuyết. Những ngôi nhà thấp thoáng trong màn sương mù vào buổi sáng luôn là điểm thu hút du khách đến với Sapa. Vào những ngày Tết, Sapa có những lễ hội chỗ phim, đỉnh Phan Xipan, thung lũng Mường Hoa. Từ Sapa, bạn có thể di chuyển lên Hà Giang để khám phá cao nguyên đá Đồng Văn, cột cờ Lũng Cú, nơi tướng quân Lý Thường Kiệt đã treo cờ đánh dấu cho quyền lãnh thổ thiên nhiên của Tổ quốc. Điểm thứ ba là Mộc Châu. Mộc Châu là một lựa chọn tuyệt vời để du lịch vào dịp Tết. Mộc Châu còn cho mình khoác chiếc áo hoa lộng lẫy vào mùa xuân. Hoa cải trắng, một đặc sản của vùng Tây Bắc này, hoa đào rừng mang vẻ đẹp thiên nhiên của miền sông nước. Nếu bạn thích khám phá văn hóa của con người nơi đây, thì hãy đến các lễ hội để hòa mình vào không khí mang đậm chất sử thi của vùng đất Mộc Châu nhé. Thứ tư, núi Yên Tử. Những năm trở lại đây, núi Yên Tử ngày càng thu hút đông đảo người đến chiêm bái và tham quan dịp Tết. Không chỉ các Phật tử mà những người ngoại đạo cũng đến Yên Tử để trải nghiệm không gian thiền định chốn thiền môn. Đặc biệt những ngày đầu năm âm lịch có rất nhiều lễ, bạn có thể lên núi bằng cáp treo hoặc đi bộ. Thứ năm, chùa Bái Đính Tràng An. Một địa điểm tâm linh khác cũng được nhiều người đến vào dịp Tết là chùa Bái Đính. Đây là ngôi chùa nổi tiếng cả về sự linh thiêng cũng như phong cảnh hữu tình. Không chỉ chùa Bái Đính, khi đến Tràng An, một khu vực sinh thái được cả thế giới biết đến, hệ thống độc đáo không nơi nào có được. Địa điểm thứ 6, Huế. Huế là một vùng đất cổ xưa thơ mộng đã đi vào lòng người biết bao bài thơ lời nhạc. Những ai yêu thích không gian tĩnh, tìm về quá khứ thì hãy đến Huế cho kỳ nghỉ Tết nguyên đám cùng gia đình vô cùng hợp lý. Những món ăn đặc trưng của Huế sẽ giúp bạn cảm nhận được về Huế rõ ràng hơn, sâu sắc hơn. Đã đến Huế thì nhất định phải biết kinh thành Huế, chùa Thiên Mụ, sông Hương, cầu Tràng Tiền. Thứ 7, phố cổ Hội An, Đà Nẵng. Phố cổ Hội An, Đà Nẵng là cái tên không còn xa lạ gì đúng không nào? Mình có làm một cái video giới thiệu nguyên về Hội An. Nếu các bạn nào chưa biết thì có thể ghé thăm kênh của mình để xem lại nhé. Có thể nói cụm từ du lịch Hội An, Đà Nẵng có thể đáp ứng được của tất cả các thành viên trong gia đình bạn. Những ai yêu thích hòa niệm không gian bình yên phố cổ là một lựa chọn lý tưởng. Còn Đà Nẵng cách đó không xa lại là một thành phố biển với nhiều hoạt động sôi nổi trong những ngày Tết. Hàng năm thành phố này đều có lễ hội đón chào năm mới như lễ hội Xuân Quật, Vũ hội đường phố. Bạn cũng có thể đến Bà Nà Hill, Cù Lao Chàm, sông Hàn, cầu Rồng. Quá nhiều điều thú vị đúng không nào? Thứ 8, Đà Lạt. Không cần nói nhiều về thành phố ngàn hoa này bởi vì chắc chắn ai cũng đã một lần ghé qua. Vào dịp Tết Đà Lạt có nhiều hoa hơn và bạn cũng có thể dễ dàng chụp những tấm ảnh đẹp mê ly khi đến thành phố này vào dịp Tết. Với vị trí địa lý thuận lợi nên Đà Lạt luôn là lựa chọn hàng đầu của người dân thành phố Hồ Chí Minh cũng như các vùng lân cận khi du lịch vào ngày Tết. Địa điểm thứ 9, Côn Đảo. Sau khi được đầu tư tàu cao tốc thì Côn Đảo đã trở thành điểm yêu thích của các du khách khắp mọi nơi. Chính vẻ đẹp hoang sơ của Côn Đảo đã thu hút nhiều đoàn du khách ghé thăm nơi này.
Và địa điểm cuối cùng, Phú Quốc. Đảo Ngọc Phú Quốc đã phát triển thần tốc trong những năm gần lại đây. Hầu như các dịch vụ chủ 5 sao thì có mặt ở khắp du lịch này. Hàng loạt các resort 5 sao sang chảnh, mọc sáng sát và sẵn sàng phục vụ du khách bất cứ thời điểm nào. Những ai thích vẻ đẹp hoang sơ thì cũng có thể đến các đảo như Nam Du, lặn biển ngắm san hô, khám phá chợ đêm. Vậy trong video ngày hôm nay chúng ta cũng đã khám phá top 10 địa điểm chơi Tết trong năm này nhé. Nếu các bạn thích video thì hãy chia sẻ, comment và đừng quên cho mình một lượt đăng ký nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.